Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bài cơ quan thần kinh. Bài này gồm có hai hoạt động. Chúng ta bước vào hoạt động 1. Hoạt động 1, các bộ phận của cơ quan thần kinh. Cơ quan thần kinh gồm những bộ phận nào? Kỹ tên và chỉ các bộ phận đó trên hình vẽ. Thì các em quan sát hình 1. Rồi sau đó các em chỉ trên sơ đồ nói tên các bộ phận cơ quan thần kinh. Thì muốn đọc được tên cơ quan thần kinh thì các em phải biết cơ quan thần kinh gồm những bộ phận nào. À, các em nhìn vào hình 1, ở phần trên đầu trắng trắng là não. Phần thứ hai là tủy sống nằm ở giữa. Nhìn trên cơ thể người có nhiều đường dây nhỏ nhỏ chia nhiều nhánh màu trắng gọi là các dây thần kinh. Như vậy, cơ quan thần kinh gồm có não, tủy sống và các dây thần kinh. Tiếp theo, các em hãy cho biết các bộ phận đó nằm ở đâu trên cơ thể và chúng được bảo vệ như thế nào. Đầu tiên, các em quan sát hình 2 cho thầy. Các em quan sát não, hộp sọ, dây thần kinh và đây là tủy sống. Tiếp theo, các em quan sát hình ở dưới cho thầy. Đây là tủy sống. Các dây màu xanh là dây thần kinh. Còn đây là đốt sống. Chúng được bảo vệ như thế nào? Các em hãy cho thầy biết bộ phận đó nằm ở đâu trên cơ thể và chúng được bảo vệ như thế nào? Não nằm trong hộp sọ và được hộp sọ bảo vệ. Tủy sống nằm trong cột sống và được cột sống bảo vệ. Từ não và tủy sống có các dây thần kinh đi tới khắp các bộ phận trong cơ thể. Cơ quan thần kinh gồm não, tủy sống và các dây thần kinh. Não nằm trong hộp sọ và được hộp sọ bảo vệ. Tủy sống nằm trong cột sống và được cột sống bảo vệ. Từ não và tủy sống có các dây thần kinh đi tới khắp các nơi trong cơ thể. Sau khi các em biết được các bộ phận của cơ quan thần kinh, chúng ta vào hoạt động 2. Vai trò của cơ quan thần kinh. Não và tủy sống có chức năng gì? Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Vậy các dây thần kinh có nhiệm vụ gì? Các em hãy suy nghĩ và trả lời. À, dây thần kinh chia làm hai nhóm. Nhóm dẫn luồng thần kinh từ các cơ quan về não hoặc tủy sống. Nhóm dẫn luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến cơ quan thần kinh. Các em hãy quan sát lại hình 2 cho thầy. Như vậy, não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Và dây thần kinh, những luồng thần kinh nhận được từ cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác, những luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến các cơ quan thần kinh. À, các em nắm rõ chưa nào? Thầy kết luận. Thầy có kết luận như sau: não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Một số dây thần kinh, những luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống. Một số dây thần kinh khác, những luồng thần kinh từ não hoặc tủy sống đến cơ quan thần kinh. Các em như nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các bộ phận của cơ quan thần kinh bị tổn thương? Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho thầy. Đây là câu trả lời của thầy. Nếu một trong các bộ phận của cơ quan thần kinh bị tổn thương sẽ ảnh hưởng tới cơ thể, khiến cơ thể hoạt động không bình thường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy bài học đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em có một ngày vui vẻ bên gia đình. Thầy chào tất cả các em.